Hello, xin chào toàn thể mới nhá. Shop điện tử công nghệ cao online 0865686226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc ổ điện Niwa mẫu mới nhất của đơn vị nhà mình bạn nhé. Ổ điện Niwa mặt đen này. Chức năng của ổ điện này là có thể xem được trực tiếp từ xa trên điện thoại qua wifi 3G 4G, hình ảnh là full 4K bạn nhé. Thì đơn vị nhà mình là cũng nhận chế tất cả những dòng camera ngụy trang vào trong những cái đồ vật của gia đình, ví dụ như ổ điện, như là đèn ngủ, bóng đèn, đơn vị nhà mình nhận chế hết các bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu cần chế những dòng sản phẩm như vậy thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số online 0865686226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình, đơn vị mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho bạn. Và đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng 128GB khi các bạn mua hàng các bạn nhé. Đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn cái thẻ nhớ đó vào trong cái ổ điện cho mọi người. Và các bạn chỉ cần làm theo cái video hướng dẫn sử dụng này của mình, hoặc có thể là làm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhằm của đơn vị nhà mình tự soạn thảo ra, đơn vị nhà mình sẽ gửi kèm theo sản phẩm các bạn nhé. Đó, trong này có chi tiết hết từ bước tải ứng dụng về điện thoại này, kết nối với cả wifi để xem như nào ra làm sao, trong này có hết các bạn nhé. Thì các bạn có thể là, còn là các bạn có thể khó khăn nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số này cho mình, sẽ có nhân viên hỗ trợ các bạn cài đặt 24/24 các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về cái ổ điện này và đi vào test cái chất lượng hình ảnh thực tế cho mọi người bạn nhé. Đây mắt cao là bên sườn này. Ổ điện này là vẫn cắm cơm cũng như sạc điện thoại dùng được, ăn nấu được như bình thường các bạn nhé. Không khác gì một cái ổ điện bình thường đâu các bạn nhé, vẫn dùng điện được. Đây, đề mặt đằng sau đây các bạn nhé. Cùng có 4 chấu đây. Các bạn muốn chế mấy chấu thì đơn vị nhà mình sẽ mua ổ điện chế cho bạn thôi các bạn nhé. Đơn vị nhà mình chỉ tháo cái ổ điện ra rồi gắn một cái cam bên trong thôi. Thì sau đây mình sẽ gắn sẽ cắm một điện vào và sẽ test cái chất lượng hình ảnh cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết các bạn nhé. Mình sẽ cắm một điện vào. Những cái dòng camera ngụy trang ổ điện thì đơn vị nhà mình đã lược bỏ phần pin đi rồi các bạn nhé. Bởi vì những cái dòng camera mà dùng điện 220V mà các bạn cắm pin vào nữa thì nó sẽ dễ bị cháy nổ các bạn nhé. Đơn vị nhà mình đã lược bỏ phần pin đi rồi. Thì để sử dụng thiết bị nhé, thì các bạn cần phải tải cho mình một cái ứng dụng về điện thoại. Các bạn tải cho mình cái ứng dụng là Lookcam có biểu tượng màu xanh như này các bạn nhé. Thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng về điện thoại rồi. Thì bạn nào chưa biết cách tải thì các bạn nào dùng điện thoại iPhone thì các bạn vào cửa App Store. Còn bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo, Vivo thì các bạn vào cửa Save Play bạn nhé. Gõ cho mình cái chữ ứng dụng là Lookcam. Đây các bạn tải cho mình ứng dụng này. Mình đã tải sẵn cái ứng dụng về điện thoại rồi bạn nhé. Sau đây mình sẽ mở này. Thoát ra ngoài. Và bước đầu tiên các bạn sẽ bấm cài đặt này. Cài đặt sau đó các bạn chọn mục là wifi nhé. Thì cái camera ngụy trang ổ điện này sẽ phát cho mình một cái mã wifi có chữ S đằng trước và một dãy số đằng sau là không có mật khẩu để các bạn kết nối vào. Các bạn đợi một chút bao giờ nó hiện dấu tích đây thì các bạn thoát ra ngoài. Đã hiện dấu tích rồi các bạn thoát ra ngoài màn chính này. Sau đó các bạn vào cái ứng dụng là Lookcam các bạn vừa tải về nhé. Khi vào trong cái ứng dụng Lookcam thì cái ứng dụng này nó sẽ hỏi các bạn là một bên là cancel, một bên là ok, thì các bạn sẽ chọn mục cancel cho mình. Các bạn nào muốn xem video nhá thì các bạn sẽ chọn mục là device setting này, device online. Các bạn chọn là cancel. Đây. Mình sẽ quay ổ điện lên nha. Mắt cam nó bên sườn bên này. Mình sẽ quay vào đây là gian hàng của mình các bạn nhé. Thì gian hàng nhà mình có rất là nhiều dòng sản phẩm từ camera ngụy trang, camera siêu nhỏ, máy nghe lén, máy định vị siêu nhỏ, máy ghi âm ngụy trang, đơn vị nhà mình có hết các bạn nhé. Thì các bạn có thể là truy cập vào trong kênh YouTube này của mình, thì bên đơn vị nhà mình đã review tất cả những dòng sản phẩm ở trên kênh rồi, thì các bạn có thể truy cập vào kênh đó để xem các bạn nhé. Thì đây là chất lượng hình ảnh thực tế của cái camera ngụy trang hình chiếc ổ điện Niwa. Bạn muốn bật tiếng thì bạn sẽ chọn vào hình cái loa này. Alo alo. Đó là mình đã bật loa lên các bạn nhé. Nhưng mà do hai thiết bị ở gần nhau nó sẽ bị xung đột âm thanh các bạn nhé. Còn khi các bạn đã kết nối xem từ xa rồi, cái ổ điện của bạn đã đặt xa
cái điện thoại thì các bạn sẽ nghe rất là rõ. Còn đây là nút để các bạn chụp ảnh này, là đường mũ ảnh bạn nhé. Đó, là đường mũ ảnh nó sẽ lưu vào trong ứng dụng bạn nhé. Còn bạn nào muốn lưu video nhé, lưu video thì bạn sẽ chọn bên cạnh cái máy chụp ảnh này. Đó, nó sẽ chạy dây rồi, chạy dây là 3 giây, 4 giây, 5 giây bạn nhé. Đó, các bạn muốn không muốn lấy nữa thì các bạn sẽ ấn vào, nó sẽ lưu vào nhé, nó sẽ save và lưu vào. À, còn hai cái hình tam giác này là giúp các bạn có thể chỉnh ảnh là sang trái sang phải, ngang dọc thôi, lên xuống các bạn nhé. Khi nào hình nó bị ngược các bạn mới dùng đến hai cái này, còn khi ảnh nó đã thuận rồi thì các bạn cũng không cần dùng đến hai cái này các bạn nhé. Đó, còn hai cái quả cầu này, cái quả cầu mà có cái gai mặt trời này nhá, giúp bạn có thể là chỉnh độ tương phản các bạn nhé. Đó, còn cái quả cầu chia lửa này nó sẽ là giúp các bạn cho hình ảnh nó sáng tối bạn nhé. Khi nào cái chỗ mà các bạn quay á, chỗ mà quay mà hình ảnh nó tối quá thì bạn sẽ chọn cái chế độ hình tròn này để cho nó sáng lên, cũng như là nếu mà sáng quá thì bạn sẽ chỉnh nó tối đi bạn nhé. Đó, bên cạnh của cái chỉnh sáng tối nó sẽ là cái chế độ để các bạn quay ban đêm. Đó, khi ban đêm thì hình ảnh nó sẽ trở nên trắng và nó phạm vi quay được nó khoảng 8 đến 10 mét bạn nhé. Đây. À, còn bên sườn đây nó sẽ là cái chế độ hình ảnh bạn nhé. Các bạn muốn chọn chế độ hình ảnh sắc nét, các bạn sẽ chọn là 4K cho sắc nét bạn nhé. Đó, đây. Đó, đó là mình đã kết nối với wifi của camera để xem bạn nhé. Đó, thì bước tiếp theo đây thì mình sẽ vào cài đặt chung trong cái ứng dụng là Lookcam và sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết, làm sao để khi bạn sử dụng vào cái quay lén của bạn ấy nó được hiệu quả nhất các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn một cài đặt này. Đây mình sẽ ấn nhầm này. Các bạn sẽ chọn một cái đặt nhé, sau đó các bạn chọn mục là device setting này. Đó, thì đây là tổng quan cái mục cài đặt trong cái ứng dụng là Lookcam các bạn nhé. Thì cái đầu tiên là mục alarm config này, mục này các bạn bật cái chế độ là cảnh báo chuyển động các bạn nhé. Thì khi các bạn bật cái chế độ lên thì có người di chuyển qua mắt camera, camera sẽ tự động gửi thông báo điện thoại của bạn, thì các bạn sẽ biết được là đã có người di chuyển qua mắt camera các bạn nhé. Đó, còn mục bên dưới là mục là modify password này, mục để các bạn có thể là đổi mật khẩu của camera các bạn nhé. Thì mật khẩu mặc định của camera sẽ là 123456, thì các bạn sẽ nhập vào cái dòng đầu tiên. Còn mục tiếp theo là mục new password này, mục này các bạn có thể là ghi mật khẩu mới vào, confirm là bạn nhập lại mật khẩu mới rồi chọn ok là được các bạn nhé. Đó, còn mục cuối cùng, mục tiếp theo là mục là SD setting này, mục này để các bạn có thể là cài đặt cái chế độ tự động lưu ảnh vào trong thẻ nhớ bạn nhé. Thì các bạn sẽ gạt hết cả sang màu xanh này, sau đó bạn chọn cái chế độ hình ảnh, các bạn chọn hình ảnh là HD cho sắc nét các bạn nhé. Sau đó bên dưới nó sẽ hiện là video duration, mục này nó sẽ hiện cái độ dài của video các bạn nhé. Thì mình khuyên các bạn là nên chỉ dùng cái chế độ là 3 phút cũng như 5 phút thôi, thì nó lưu lại cứ hết 3 phút nó sẽ lưu một đoạn, hoặc là hết 5 phút nó sẽ lưu một đoạn thì nó sẽ tiện hơn. Nếu mà các bạn gắn cái chọn cái chế độ 30 phút thì nó sẽ 30 phút nó mới lưu được một đoạn, nó sẽ rất là lâu các bạn nhé. Thì mình thường dùng là dùng chế độ 5 phút các bạn nhé. Bên dưới cuối cùng là mục là format SD card, mục này các bạn có thể là xóa tất cả những cái cài đặt, xóa tất cả những cái video ở trong thẻ nhớ bạn nhé. Các bạn chọn ok là sẽ xóa đi. Còn mục tiếp theo là mục là wifi setting này, mục này là các bạn cam sẽ tìm ra wifi của nhà các bạn để xem từ xa. Ví dụ các bạn đang gắn cái cam này ở nhà xưởng của bạn thì nó sẽ tìm ra wifi của nhà xưởng của bạn. Bạn đang gắn ở trong phòng nó sẽ tìm ra wifi ở trong phòng của bạn, rồi các bạn nhập mật khẩu vào là được các bạn nhé. Đó, ví dụ đây wifi của nhà mình, nhập mật khẩu vào rồi chọn ok là được các bạn nhé. Là điện thoại của mình đi xa chỉ cần có wifi 3G, 4G thôi là có thể xem được trực tiếp từ xa hết các bạn nhé. Còn mục tiếp theo là mục là report device, mục này các bạn có thể là tắt camera từ xa các bạn nhé. Còn tiếp theo là reset factory, mục này các bạn có thể reset camera từ xa trên điện thoại luôn, các bạn không cần phải tháo cái ổ điện ra để reset nữa bạn nhé, các bạn có thể reset trên điện thoại được. Còn mục cuối cùng là mục là generate device, mục này các bạn có thể là xóa tất cả những cái cài đặt ở bên trên này mình vừa cài đặt đây các bạn nhé, để camera trở thành một camera mới bạn nhé mà chưa có một camera nào cả. Đó là tổng quan trong cái mục cài đặt ở ứng dụng Lookcam các bạn nhé. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết rồi, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang mình chiếc ổ điện hoa mặt đen mẫu mới này, thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số này 0865618226, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Tu Biên Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc bạn nhé. Nhận hàng các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử hình ảnh,
giống như visa mình đang quảng cáo đây thì các bạn mới phải thanh toán tiền, mà không giống như visa mình đang quảng cáo đây thì các bạn hoàn hàng về cho mình, và đơn vị nhà mình là cũng không thu tiền phí ship của mọi người các bạn nhé. Và đơn vị nhà mình là cũng nhận chế tất cả những dòng camera ngụy trang vào trong những cái đồ dùng cá nhân của gia đình các bạn, ví dụ như ổ điện này, đèn ngủ này, và bóng đèn các bạn nhé. Thì bạn nào cần nhu cầu như vậy thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình để được nhân viên bên mình tư vấn các bạn nhé. Thì video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video clip sau.